Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Theo Diario Gol, Cristiano Ronaldo đang muốn rời Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Hai đội bóng được cho là muốn có sự phục vụ của CR7 nhất là PSG và Man United. Nguồn tin này khẳng định PSG rất muốn mang Ronaldo về để đá cặp cùng với Kylian Mbappe. Ronaldo vốn là thần tượng của Mbappe và cầu thủ sinh năm 98 được cho là rất mong muốn song hành cùng với chủ nhân của 5 quả bóng vàng. Ronaldo vẫn đang duy trì phong độ cực tốt ở tuổi 35. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang có 25 bàn sau 32 trận cho Juventus trên mọi đấu trường. Tại Serie A, Juve với Ronaldo làm chủ công đang đứng đầu bảng với 63 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Lazio 1 điểm. Ở Champions League, Juventus để thua Lyon 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 trên đất Pháp, song giải đấu số 1 châu Âu đang bị hoãn vô thời hạn vì ảnh hưởng của Covid-19. Theo thông báo của Atalanta, thủ môn dự bị Marco Sportiello vừa được xác định dương tính với Covid-19. Hiện tại, thủ môn 27 tuổi có tình trạng sức khỏe khá tốt và không có bất kỳ triệu chứng nào. Marco Sportiello là cầu thủ đầu tiên của Atalanta được xác định dương tính với Covid-19. Từ đầu mùa, thủ thành người Ý đã bắt 6 trận trên mọi đấu trường. Trước thủ môn Marco Sportiello đã có hàng loạt những cầu thủ đang chơi tại Serie A dính Covid-19. Trong số này có thể kể đến 3 ngôi sao của Juventus là Rugani, Matuidi và Dybala. Atalanta có trụ sở ở Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Italia vì đại dịch. Tình hình dịch bệnh tại Ý đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Theo Tuổi Trẻ, tính đến thời điểm này, Ý đã có 69.176 ca nhiễm bệnh với 6.820 trường hợp tử vong. Đất nước hình chiếc ủng đang là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới. Ở mùa giải năm nay, Edinson Cavani đã mất suất đá chính vào tay của tân binh Mauro Icardi. Mùa hè này, tiền đạo 33 tuổi sẽ trở thành cầu thủ tự do, nhưng PSG vẫn chưa có ý định gia hạn hợp đồng. Viên cảnh số 9 rời sân công viên các hoàng tử sắp đến gần. Trong trường hợp cựu tiền đạo của Napoli chia tay thủ đô nước Pháp, Cavani vẫn là một cái tên hữu dụng với rất nhiều câu lạc bộ. Và ngay lúc này, El Matador đã chuẩn bị sẵn phương án cho mình trong tương lai. Cụ thể, nguồn tin từ Argentina là Ole, cũng như truyền thông Uruguay từ Avacion xác nhận, Cavani đang chuẩn bị đàm phán với Boca Juniors, câu lạc bộ của cựu sao Man United là Carlos Tevez. Động thái này của chân sút sinh năm 87 cho thấy anh chấp nhận rời bỏ môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu để quay trở lại Nam Mỹ dưỡng già. Atletico Madrid, đội bóng từng theo sát Cavani vào mùa đông vừa rồi, cũng có lý do để thất vọng. Ngày 23 tháng 3, PVF đã gửi công văn cho Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An cùng với Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An, yêu cầu câu lạc bộ này cải tạo mặt nền và mặt cỏ sân Vinh, đồng thời thường xuyên duy tu bảo dưỡng mặt sân. Thêm vào đó, VPF cũng yêu cầu Sông Lam Nghệ An nâng cấp hệ thống chiếu sáng lên tối thiểu 900 lux. Nếu Sông Lam Nghệ An không thực hiện được việc cải tạo sân Vinh đúng theo tiêu chuẩn, PVF sẽ báo cáo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Sông Lam Nghệ An chọn sân khác thi đấu làm sân nhà cho tới khi sân Vinh được nâng cấp, cải tạo đủ tiêu chuẩn. Câu chuyện sân Vinh là vấn đề nhức nhối của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói riêng và V-League nói chung. Nhiều năm liền, câu lạc bộ này không đạt quy chuẩn cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vì các vấn đề liên quan tới sân bãi. Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF thông báo, V-League 2020 sẽ tiếp tục hoãn cho đến ngày 15 tháng 4 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trước đó, ngày 15 tháng 3, VPF cũng thông báo tạm dừng V-League đến hết tháng 3 năm 2020 khi giải đấu chỉ mới diễn ra được 2 vòng. VPF đề nghị các câu lạc bộ tăng cường công tác quản lý cầu thủ, thường xuyên theo dõi và thực hiện đúng quy định cách ly, chống dịch Covid-19, chủ động vệ sinh, khử trùng tổng thể các hạng mục liên quan, đảm bảo an toàn và sẵn sàng khi giải đấu tiếp tục trở lại. Ban tổ chức giải đấu sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 để chốt lịch thi đấu mới. Trong ngày 24 tháng 3, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị phương án để giải đấu cao nhất Việt Nam được khởi tranh lại trong thời gian sớm nhất.